Cái này là viên nén dinh dưỡng hữu cơ BN01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt. Chúng ta có thể bón luôn vào trong chậu. Bón vào đây. Nhưng mà để xa cái gốc của cây lan ra nhé. Để cho cái bộ rễ của cây lan đấy. Nó phi ra một thời gian sau nó mới đụng vào cái viên này. Còn nếu mà để sát gốc luôn, để sát vào cái rễ luôn ấy, thì cái dễ nó phi ra một cái nó gặp phân gặp bên 01 là hư đó hư dễ đó các bạn cái bên 01 này tôi mua ở dụng cụ cây cảnh.com Đây là vô đề hữu cơ còn đây là vô cơ này 20 10 10 phần thông minh tan chậm của Hàn Quốc Cũng cho một ít vào đây, khoảng tầm 15 viên Hai cái này thì nó đều có giá trị dinh dưỡng trong 3 tháng Và đều phải để xa cái bộ rễ ra Như vậy là xong Sau đó thì mình mang ra ngoài giàn Và tưới thật là đẫm Treo để ở dưới thấp một chút Mỗi một lần mà cuộc sống quá nhiều những cái khúc mắc thì ra ngoài giàn lan á, đi đi lại lại một vòng đảo mắt qua đảo mắt lại một vòng tâm trạng tự nhiên thoải mái hẳn kiều rồi hoàng lạp sơn thủy tiên hoàng phi hạc là những cái cây lan đen rô mà nó rất là thích ăn nắng. Cho nên khi mình trồng mà nó đã thuần rồi ấy thì cho nó ăn càng nhiều nắng càng tốt. Dĩ nhiên là không phải là ăn nắng 100% nhưng mà để ở dưới một lớp lưới là tốt. Còn vừa mới trồng xong cây nó không có dễ, nó đang suy, đang teo mà cho nó ăn nắng trực tiếp thì nó tèo. Thành ra là tôi để ở trên một cái sạp ở chỗ này rất ít nắng. Tại vì bên trên này còn có lan nữa này các bạn. Đó. Nên tạm thời để ở đây. Khi nào mà bộ rễ của nó đã bám chắc vào trong giá thể rồi, khỏe rồi thì tôi mới cho nó lên. Đấy là một cái lộ trình cần phải có thời gian chứ không phải là vừa mới trồng xong một cái nghe nói cái giống này nó ăn nắng nhiều mà cho nó ăn nắng luôn là thua. Ngoài ra thì cũng có những cây nó không hề thích nhiều nắng một chút nào cả ví dụ như cây này, cây thanh đạm, cây này rất là ưa mát, Đấy, để ở dưới hai lớp lưới thì lại càng tốt, để ở dưới một lớp lưới nó rất là dễ bị bệnh và vàng lá, cây nó không được khỏe kỳ cục như vậy đấy các bạn. Cho nên tùy vào tình hình của từng cây, từng giống mà chúng ta có những cái sự điều chỉnh và vị trí cho nó phù hợp về điều kiện ánh sáng, độ ẩm, phân, nước, thuốc. Ở đây thì tôi rất là nhiều giống, hàng trăm giống. Tôi sẽ từ từ quay clip để chia sẻ đến các bạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc những cái giống là này. này mỗi một giống thì đều có những cái cách thức khác nhau, không có cách, không có giống nào giờ giống với hoàn toàn với giống nào cả và cũng kể cả cùng một giống nhưng mà tuổi khác nhau ví dụ như là một tháng tuổi, hai tháng tuổi, năm tháng tuổi, năm tháng tuổi một năm tuổi nó sẽ khác so với đã thuần đã ấm chậu nhiều năm. Rồi mỗi một giống sẽ có cách thức trồng khác nhau Có những cái giống thì lại rất thích trồng cắm mặt xuống đất Cắm cắm ngọn xuống đất Có những giống thì lại thích trồng theo cái kiểu gọi là thẳng Có những giống thì thích trồng theo kiểu thòng vân vân Có những giống thì thích vỏ thông Có những giống thì thích sơ dừa Thích đá bọt Thì tôi sẽ chia sẻ ở trong các cái video clip sau Để các bạn cùng tham khảo và theo dõi Nếu mà quý vị và các bạn còn những cái trăn trở nào đó về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan Cũng như muốn sưu tầm thêm về giống Thì liên hệ với tôi qua Zalo nhé 0963 133 117 0963 133 117 Tôi rất ít dùng Facebook Và tôi cũng không thích dùng Messenger luôn Nói chung là cái bảo mật của nó kém Và tốc độ mạng nó rất là chậm Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau ạ kính chào quý vị và các bạn Đây là hoa hoàng phi hạc Ở đây tôi có hai chậu hoàng phi hạc Trồng được 5 năm Giá thể đã nát bét Mục rồi, chậu cũng cũ rồi Bây giờ tôi sẽ nhổ ra Cắt trụi hết những cái dễ già dễ hư đi Cắt hoa đi Để tôi trồng lại dễ còn sống còn tươi thì tôi sẽ giữ lại dễ hư dễ già dễ dập thì tôi cắt hết bỏ ví dụ như ở cái khóm tôi đang cầm trên tay đây là một cái kia thì dễ nó còn rất là đẹp chuẩn mình sẽ giữ lại hết còn ví dụ như ở đây là tôi cắt trụi hết rồi vì dễ của nó đã hư hết rồi Ví dụ như ở đây Thì đây cũng là cái kỳ Nhưng mà rễ của cái kỳ này thì Cái sống cái chết Mình sẽ tỉa đi Rễ đây bên này cũng vậy Còn rễ của cái kỳ này Thì còn sống mình sẽ giữ lại Rất sạch sẽ Gọn gàng Trụi luôn, trụi lủi Đây các bạn này giá thể này đã không thể nào sử dụng đối lại được nữa rồi vứt hoa nhá nụ cũng cắt luôn này các bạn không nên tiếc các bạn ạ à. Hòa thơm lắm bây giờ cái chậu kia mình cũng làm y chang vậy thôi cắt trụi tôi sẽ trồng hết vào chậu bây giờ xem nào nên chọn giá thể gì chắc là cỡ này đi New Zita Plus kích cỡ từ 9 đến 12 mm. Các bạn thấy trồng cái này có đơn giản không ạ? Cho giá thể vỏ thông New Zita vào gần đầy chậu, sau đó đặt cái cây lên, Đặt cái khóm lan lên rồi cố định